JK Audio, nghe chưa đủ thấy sẽ tin. Vâng, đó là tiếng sơ trầm của chú Thịnh, chú ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang ạ. Vâng, chú đặt bên JK Audio một cái loa súp B3 mã là 2021-330 mặt trước ạ. Vâng, chú đã thanh toán lên con cọc trước một ít rồi ạ. Vâng, chú thanh toán còn 3 triệu. Vâng, trước tiên con thay mặt công ty JK Audio cảm ơn chú Thịnh nhé. Vâng, bên con đang test cho chú đấy ạ. Vâng, súp B3-330 mặt trước. Vâng, cái dòng này bên chào bán rất là nhiều vì đang dẫn đầu thị trường phân khúc gia đình. Vâng, 330 chú đang đánh đấy ạ. Vâng, oánh rất là lực. Vâng, oánh rất lực ạ. Và bên cháu có món quà chiên là cái áo mưa JK đưa được tặng chú nhé. Đừng cho nhặt nhỏ nhỏ gì ạ. Vâng, cái súp của chú đang đánh nhá. Rất lực. Súp B3 mã là 2021 ạ. Vâng, đây là sản xuất tại Trung Quốc. Và cháu rất súp của chú nhé. Vâng, nhà không có súp ạ. Vâng, nhà không đánh nữa đây ạ. Vâng, nghe rất là mỏng, để cho bật lên đây ạ. Đấy, đánh rất lực. Và đặc biệt cái dòng này được tích hợp cả súp điện và súp hơi. Chúng ta có thể chơi 2-1 được ạ. Đây là cầu của súp hơi ạ. Đây là cầu của súp điện. Và đây cũng là cầu của súp điện, chúng ta kết nối bằng dây AV ạ. Vâng, thì đấy là bên cháu có dán tem công ty JK Audio bảo hành 1 năm cho chú nhé. Rất 1 đổi 1 trong tháng đầu ạ. Vâng, cháu đang lấy tín hiệu từ một cái máy lưng tiếng tiếp theo của Tích mã là CB600 ạ. Vâng, và một cái vang cơ la số mang hiệu WeWood mã là KM8MX và một đôi la phun WeWood VM12. Rồi chúng ta cùng trải nghiệm cái tiếng trầm B3 2021 của chú Thịnh ở An Giang ạ. Vâng, nghe rất là uy lực. Đâu. Đặc biệt cái dòng này công suất rất là khủng, 500W. Và đặc biệt sở hữu nguồn xuyến. Nguồn phiến rất to, 4 sò và Toshiba cực khủng, 2 tụ và đặc biệt là sở hữu từ kép rất là uy lực ạ. Phía trên đây được làm bằng cái kính cường lực rất là chắc chắn, rất là sang trọng, lịch lãm ạ. Xung quanh là màu đen sơn chống sơn chống xước, đặc biệt là cả chống nước nữa. Vâng, rất là tuyệt vời chú Thịnh nhá. Vâng, phía trước đây bảo vệ bởi e căng lụa đấy ạ. Rất là dày. Rồi chúng ta cùng trải nghiệm tiếng súp B3 2021 của chú Thịnh ở An Giang ạ. Vâng. Bắt đầu tiếng súp xuống, tiếng siêu trầm xuống đấy ạ. Đặc biệt cái dòng này tái tạo giải siêu trầm tuyệt vời luôn ạ. Vâng, bắt đầu chúng ta bắt đầu nghe đấy ạ, xuống đấy ạ. Vâng, các bác thấy không ạ? Rất sâu, cái dòng này xuống được 20Hz. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, trải nghiệm cái tiếng siêu trầm được tái tạo bởi cái súp B3 mã là 2021-30 mặt trước của chú Thịnh rất là tuyệt vời. Chất âm cực kỳ đẳng cấp, uy lực. Không còn gì phải chê đâu ạ. Vâng, các bác hãy sở hữu cho mình nhá. Để thay đổi, để nghe được chất nhạc hay hơn với bộ dàn karaoke gia đình hiện có. Vâng, chúng ta chỉ cần thêm một cái súp thôi ạ. Và bên em đang chiên khách hàng giá rất là ưu đãi. Các bác hãy nhanh tay nhá. Đặc biệt cái đây là hàng mới, bên cháu bảo hành cho chú 1 năm và lỗi được 1 trong tháng đầu. Vâng, chú Thịnh nhé, hiện tại cái súp B3 mã là 2021 của chú đó đang hoạt động rất là ổn định nhé. Vâng, cháu xin phép được bỏ ra và đóng hàng cẩn thận gửi cho chú. Vâng, sau cùng cháu chúc chú Thịnh và gia đình sức khỏe và chúc chú luôn thành công ạ. Vâng, xin chào chú và hẹn gặp lại.